xem mặt anh hôm nay chán trường. Rồi ở dưới trước ở trên nha, rồi vô nè. Ủa Thủy em đang cười hả? Một tiếng động thôi nha, một tiếng âm thanh bất kỳ con vật gì cũng được nha. À. Lâm. Cà nát. Ủa gì vậy? Bị thua rồi. Rồi bị đánh thua rồi. Đó. Rồi. Rồi. Được rồi. À, rồi nhát đi, nhát đi. Cà nát là gì vậy? Cà nát. Mà kêu con gì mình thấy vậy? Sao lên phim, sao lên ấy được? Được, vô. Sao lại cà bíp. Ủa? Gánh nặng mà bị cười chậm á. Chết rồi. Ê. Ê, tập trung nè. Vô nè. Thấy bị thấm nha. Muốn hôm qua. Thấy bị thấm nha. Ra từ chứ từ anh Tuấn rồi qua bên đây vào lên nha. Sao vậy? Ok. Em vô đi, em đừng có xạo xạo. Tấn xuống cho tôi. Ừ, tay anh đúng không? Mút. Ao. Nặc xúc. Ao. Thôi chứ đinh nó đâm cái đầu. Trời ơi. Ê, chơi cái trò gì? Mới 2 tiếng rồi. Ủa mới có 2 tiếng còn mình tu chơi vậy? Ủa còn mình tu chơi vậy? Còn em nữa. Bốn người. Ôi nặc xúc lại. Nặc xúc lại không? Kêu cái gì vậy? Nặc xúc. Này không chơi à? Phải chơi. Bị rồi. Cô rút. Anh thua là bị điên mà. Mấy người là thua đi ra đi. Chơi lại một lần nữa nè. Tập trung nè. Thấy này chưa? Ủa lại hả? Lại. Đi trước đi. Thua ra nha. Đi trước rồi. Mọi người chơi. Rồi ok. Em đừng nói đến con gà mà đúng rồi, con gà mà rồi tôi tan nát em quá à mấy người lại gồng lên đi. Ê không có á hụ dẹp anh chưa kịp hiểu đêm ngày hôm qua chúng tôi có xảy ra một câu chuyện vào lúc 1 giờ khuya. Hôm ấy Lâm đang ngủ say và ngáy rất to. Nhưng tôi lo cho người em nhỏ nhất của tôi, đứa út nhà tôi. Tôi sợ nó nằm dưới cái trần nhà, cái trần sàn nó bị thấp. Đâu phải trần sàn là cái gì? Cái sàn thấp. Cái sàn. Lo nó lạnh. Định quay qua hỏi Hiếu ơi, em ngủ được không? Thì chỉ thấy một cái mền thôi. Trời. Sao trùng hợp vậy? Đó, khung giờ đó. Cũng khung giờ đó. Trời quá lạnh, mình không ngủ được vì quá co ro. Nhìn sang phải cái mền trống trơn. Trời ơi. Chỉ còn một mình trong phòng. Bỏ sau đó luôn. Bỏ luôn. Chị không biết, chị có tưởng là bạn ấy đi toilet đồ thôi. Mình cũng ráng thức tại vì tiếng sợ ma, không dám ngủ một mình. Thế là cũng ráng thức. Nhưng cô ấy đã đi quá lâu. Hơn 45 phút. Đúng. Nửa tiếng, rồi lại một tiếng, rồi lại một tiếng tiếp rưỡi. Tiếp tục tôi chìm vào giấc ngủ sau khoảng nửa tiếng sau đó. Tôi tỉnh dậy một lần nữa vì quá lạnh. Vẫn chưa thấy cô ấy. Ở một diễn biến khác trên đồi, tôi nghĩ là thằng em tôi đi toilet rồi bởi vì nó thầm yếu. Mà lạnh nữa đi toilet lắm. Thì đó. Nhưng đã có hiện tượng siêu nhiên xảy ra. Tôi lắng nghe âm thanh rất kỳ lạ phát ra từ nhà vệ sinh. Vậy đó. Thành thì ghê vậy. Hôm qua em coi không, lại âm thanh còn ghê rợn hơn vậy nhiều. Trời ơi. Rồi. Hệ thống âm thanh của bụng em.
Nhưng mà tại sao lại phát ra ở khu vực đó mà lâu như vậy? Đêm qua đi đâu rồi đêm ra đó gì hiểu? Chuyện gì? Mấy em nhà anh thì nó là nó đi. Yêu cầu check cam nha. Check cam. Check cam, phải check cam thôi. Quá là trùng hợp. À kìa, chị kìa, chị kìa, chị kìa. Kìa, hôm qua qua đây ngồi nói chuyện ơi. Mình phải ba mà một lời đúng không? Bây giờ chị muốn con này. Muốn phơ hả? Lạ ha, tự nhiên cái thích ôm mấy cái xui vậy. Ờ. Nhưng mà hả, nói cho chị biết, chị thích ôm mấy cái xui xui này và nghe em này cũng xui lắm. Cái vậy mà hôm qua biến mất cùng lúc. Đó thì em nói mà. Hai người đốt nhà. Hãy check cam lại. Đúng. Coi chị những ơi. Phòng khác. Phòng của tôi chỉ có một mình tôi nằm trên giường. Trời ơi, cô ro lạnh lẽo. Quá là lạnh lẽo, quá là sợ ma đi. Mình nói là sợ ma rồi bạn mình còn bỏ mình đi. Còn bên đây thì lo thằng em mà không thấy đâu hết. Thằng anh thức nguyên đêm. Trăng dọc. Trăng dọc. Mà chỉ nghe nhanh thôi. Vô là vừa mới vô 5 phút thôi. Hiếu ơi, ngủ chưa Hiếu? Cái em giờ em chưa kịp trả lời. Thưa quý vị, kể về sự tích Ufer này một câu chuyện. Bà Thắng. Thắng là bên... Thắng sản xuất. Lần đầu tiên đem bà này thử bởi vì rất đẹp giống như em vậy đó. Đẹp quá nè. Một ngày sau, truyền đạo. Sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết. Không tin mọi người, cho đến một ngày tôi quay Ninh Bình, tôi chèo thuyền như thế này thì Thắng có đòi lên và nói đúng là rồi, để cho em quay behind the scene anh đi để em thác clip mà con đừng cấp có áo tròn rồi có dương miệng các kiểu. Nói là thôi Thắng ơi đeo giùm anh con này đi. Thôi đừng không sao đâu, đừng đi tâm linh, mấy chuyện tâm linh này không có đâu. Em đeo vô lúc anh vừa đáp cánh xuống Sài Gòn, chụp hình trên mạng tiếp truyền đạo. Bây giờ là 8 giờ đúng, Thúy đã ôm con Jennifer, behind the scene quay lại đi. Là xinh thế này, thật nói xấu người ta. Tám giờ rồi, đang coi Facebook. Mặt này mặt cũng hơi gian nè. Coi truyền cái gì đây? Con này nó linh thiệt lắm. Nó linh thiệt lắm. Chào mọi người, em mới chạy show về. Ủa, em bây giờ hả? Em phỏng vấn bên kia kìa. Thật ra bây giờ là Huy chính thức làm quản lý của Lâm nha. Đúng rồi. Cần gì thì hãy... Vừa rồi là bao nhiêu tiếng em? Bao nhiêu phút? 5 phút. 10 triệu, chúng tôi đã xin được cuộc phỏng vấn nho nhỏ với anh Lâm. Tổng cộng là 3 lần nha. 3 lần. Thì thưa quý vị, những ngày đầu tiên thì lúc đó Lâm không có tiền, cho nên Lâm đến cái chỗ nha khoa đó thì gọi là nó cũng không có kinh nghiệm. Người ta mài cái răng sứ, người ta mài để chừa độ bám để mà bám vô cái răng sứ. Đúng rồi, nhưng mà bữa con bé nó hưng phấn quá. Nó mài mà nó mài gọi là nhỏ như một cái kim. Mài kim. Đúng rồi. Xong rồi cái răng sứ gắn vào cái cục cùi đó thì nó không bám được vì nó quá nhỏ. Mà keo nó không dính nữa. Đúng, cho nên nó rớt liên tục. Bị dính đó luôn hả? Đúng rồi. Rồi gắn năng sứ mà như thi đại học đó, rớt liên tục. Tháng rớt 3 lần. 3 lần là 2 lần lụm được, còn 1 lần là nút trọng nha. Nút luôn hả? Ừ. Nút luôn, rồi. Chị ghê vậy? Có tìm được nó chưa? Nếu mà mình chịu khó tìm thì có thể tìm. Lâm nghĩ ra không nên. Chuyên gia năng sứ. Thật ra thưa quý vị, anh nói tiết tấu lên coi anh bớt ra nhẹ anh em được không? Cái găng là cái gốc con người mà đúng không? Cái găng em xin nhẹ em luôn á, quản lý em rồi anh bị. Chúng tôi có một nhân vật mới. Trí tuệ hả? Trí tuệ à, tôi chùm trí tuệ đó. Mọi người nếu mà coi hay theo dõi chương trình 2 ngày một đêm mọi người sẽ biết trí hôn ta đây của ta. Trí hôn ta đây của ta là câu gì? Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.